Thưa quý vị, xác định việc phát triển công nghiệp nông thôn là đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã và đang tập trung triển khai nhiều chính sách hỗ trợ hoạt động khuyến công đối với các cơ sở doanh nghiệp công nghiệp nông thôn. Một trong những chính sách triển khai hiệu quả là hỗ trợ xây dựng phòng trưng bày sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Vào năm 2019, từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã hỗ trợ cho 3 cơ sở trên địa bàn tỉnh. Triển khai đề án hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư phòng trưng bày để giới thiệu quảng bá sản phẩm. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã hỗ trợ công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và xuất nhập khẩu nón lá ở thị xã Phú Mỹ. Cà phê bột pha phin của công ty này đã được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2018. Với nguồn kinh phí khuyến công quốc gia năm 2019, công ty Nón Lá có thêm điều kiện trưng bày sản phẩm cà phê tại kiosk số 7, chợ Chu Hải, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ. Chúng tôi cảm thấy rằng là với sự hỗ trợ của bên Trung tâm Khuyến công như vậy, thì không những về tinh thần mà đây là một cái điều kiện rất tốt tại cái khu vực địa điểm tại chợ này để chúng tôi giới thiệu và cái sản phẩm của chúng tôi để nhiều người biết đến. Cùng với công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và xuất nhập khẩu Nón Lá, năm 2019, công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Amazon, thị xã Phú Mỹ và hợp tác xã nông nghiệp, thương mại du lịch Bầu Mây, huyện Xuyên Mộc cũng được Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hỗ trợ trưng bày giới thiệu sản phẩm. Mỗi doanh nghiệp nhận hỗ trợ 48.500.000 đồng. Đây là một trong những cái quảng bá cái thương hiệu của tiêu Bầu Mây. Đơn vị chúng tôi chú trọng thứ nhất là về cái chất lượng. Chất lượng của chúng tôi là đứng hàng đầu và chúng tôi làm rất là nghiêm ngặt và đã được cố vấn của Nhật sang giúp đỡ rất là tận tình cho chúng tôi. Năm 2019, chương trình khuyến công Bà Rịa Vũng Tàu được phê duyệt 5 tỷ đồng, trong đó nguồn kinh phí quốc gia phân bổ là 1,4 tỷ đồng. Từ nguồn này, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp và giới thiệu đưa vào hoạt động 3 phòng trưng bày thuộc đề án hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư phòng giới thiệu quảng bá sản phẩm. Bà Rịa Vũng Tàu đã hoàn thành chương trình khuyến công quốc gia năm 2019.